Em chào các bác nhé. Hiện tại đang là phiên tối của ngày mùng 2 tháng 12 năm 2020. Tối nay thì em sẽ lên chia sẻ một số mặt hàng như là kiếm hoàng long này, châu thái sổ số, hàng hoa chuẩn Tết này, đen rũ mắt đen, hàng hoa chuẩn Tết và cái phi điệp luông pha băng nhé, phi điệp tím luông pha băng. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc nhé. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không ba ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng. Đấy, sau đây thì em sẽ đi lên chi tiết từng cái sản phẩm một ạ. Em có một cái lô đai châu Thái nó vừa mới cập bến nhé các bác nhé. Ôi, cái hàng này thì em xin phép bán theo combo 3 chậu một ạ. Combo 3 chậu như thế này. Đây, có giá là 400k nhá. Cái dòng này nó là cái dòng sổ số. Đây, một số mặt hoa của nó này. Đặc biệt trong cái lô này của nhà em nhiều nhất là cái màu này này. Màu số 5 này. Số 8 này và số 9 nhá. 5, 8, 9 nhiều nhất là ba cái màu đấy ạ. Lưu ý với mọi người là hàng của nhà em thì toàn bộ giá hàng là chưa có phí vận chuyển. Cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhé. Nghĩa là bên nhà em không bao ship đấy ạ. Đây combo 3 cây này. Hàng 100% đang có nụ hết rồi nhé các bác nhé. Hàng chuẩn hoa Tết này. 100% đang có nụ rồi. Trung bình một cây như thế này thì nó sẽ dao động từ 3 cặp lá rưỡi đến 4 cặp lá đổ lên nhé. Đây này. Hàng đang nhú hạt gạo hết rồi đây này. 100% cây nào cũng đang có nụ hết rồi nhé các bác nhé. Đây. Đấy. Sờ vào cây nào cũng thấy luôn. Đây nhá. Cái hàng này thì đây ạ, đây này. Hàng này thì em không có lá mít nhá, chỉ có lá thì em quay thực tế luôn này, không có lá mít nhá. Đây, trung bình một cây này, dao động từ 3 cặp lá rưỡi đổ lên, hàng 100% đang nụ nhá. Chuẩn hoa Tết đấy ạ. 400.000 một combo 3 cây. Đây, 400.000 một combo 3 cây này. Đẹp chưa? Tính ra là rơi vào có 130.000, 135.000 một cây, 133.000 một cây. Quá rẻ luôn, cái hàng này bây giờ các bác mà mua lẻ trên thị trường ấy ạ. Rẻ nhất nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 150, 160 nhá. Hàng này về mọi người trồng chậu cũng được, mà mọi người tách ra mọi người ghép lũa cũng được nhá. Đối với những cái chậu như thế này này, chậu nhựa này này, mọi người muốn tách ra ghép lũa nó cũng rất là đơn giản ạ. Các bác chỉ cắt cho em cái phần nhựa này ra thôi. Ngâm ngâm cả cái chậu này vào một cái chậu nước pha sẵn với B1 đấy ạ. Các bác ngâm cho em khoảng tầm hơn 1 tiếng, nó mềm ra, các bác bóc ra nó rất là dễ nhá. Đen rũ úc mắt đen hàng hoa chuẩn Tết nha các bác nhá. 400k cho một giò này. Hàng này của nhà em hiện tại nó đang sưng mắt nụ rồi nhá. Đây mặt hoa của nó đây. Cái dòng đen rô này thì hoa của nó cực kỳ là bền nhá. Bền, có hương thơm nhẹ nhàng. Đây này. Hàng này của nhà em nó là cái hàng giống mía thuốc. Thân nó cực kỳ to luôn này. Đây này, các bác nhìn cho em này. Ôi, này. Đây. Đây nhá. Ôi đây này, nụ này. Như thế này là nó bật hẳn nụ ra rồi nhá. Cái hàng này thì đảm bảo với các bác 100% là năm nay nó có hoa. Đây, mọi người nhìn cho em này. Nụ này. Còn đây nhá, như những cái thân này này. Là nó đang gò tướng lên rồi nhá. Sinh tướng lên rồi. Hàng này siêu đẹp luôn ạ. 100% là thân hoa cho em nhá. Đây như mọi người nhìn thấy này. Mầm gốc này. Nó đang lên rất là nhiều nhá. Đây. Đây này. Cái dòng này thì cực kỳ là dễ chăm, dễ trồng nhá. Về bây giờ các bác cứ treo lên này thôi. Hoặc là mọi người sang chậu thì mọi người trồng với một ít vỏ thông cho em. 400k một giò. 400k là chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship nữa nhá. Đây. Ôi. Đẹp lắm luôn. Đây này mọi người nhìn này. Xanh tươi mơn mởn luôn nhá. Lá bóng nhẫy luôn ạ. Phi điệp tím luông pha băng Lào của nhà em này. Một bảng này em bán với giá là 450k. 450 là chưa có phí vận chuyển nhá. Cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng ạ.
Trung bình một bảng như thế này thì nó sẽ dao động từ 4 thân đổ lên. Thân ngắn, thân dài xen kẽ nhá. Chiều dài thì dao động từ 20 sen đổ lên này. Đây như các bác nhìn này. Hàng này của nhà em thân lá cứng cáp nhá. Hàng 100% đã thắt ngọn rồi này. Đây, nhìn cho em này, đẹp chưa? Chưa có hoa đâu nhưng các bác chơi thân chơi lá cũng rất là ok này. Hàng này về bây giờ mọi người chỉ việc treo lên đúng như thế này thôi. Đó. Xanh mướt luôn nhá. Thân lá cực kỳ cứng luôn này. Hàng đốt ngắn lá mít nhá các bác nhá. Đốt ngắn lá mít này. Đây em quay toàn bộ luôn cho các bác nhá. Đẹp lắm. Cái hàng này của nhà em thân nó rất là cứng, nó không phải là mấy cái hàng thân nó éo ảo ợt đâu nhá. Đây là một dàn kiếm Hoàng Long Thái của nhà em nhá. Cái kiếm này thì nó cũng thuộc cái họ kiếm Tiên Vũ. Và hình dáng của nó thì gần như là giống đến 99% với cái dòng Phan Chí nhá. Đây một cốc như thế này em đang bán với giá là 130.000 chưa có phí ship ạ. Nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi thùng hàng nhá. Cái Hoàng Long Thái này thì đây mặt hoa của nó đây này. Zoom tận cảnh luôn cho các bác nhá. Cái dòng này thì nó có cái hương thơm dịu nhẹ. Mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài khoảng tầm 10 đến 15 ngày. Phụ thuộc vào điều kiện thời tiết nhá. Nắng nóng thì nó sẽ được 10 ngày. Còn nếu mà thời tiết mát mẻ dễ chịu ấy ạ, thì hoa nó sẽ kéo dài được khoảng tầm 15 ngày. Và cái mùa hoa này thì nó sẽ dao động từ tháng 2 đến tháng 11. Chứ nó không cố định ở tháng nào nhá. Riêng đối với cái dòng kiếm này này thì nó sẽ dao động từ tháng 2 đến tháng 11. Kiếm này thì nó phù hợp với mọi loại thời tiết cho em. Đặc biệt là nó ưa ẩm và phát triển mạnh nhất ở những cái nơi mà thoáng khí nhá. Em đã nói ngay từ đầu là nó phù hợp với mọi loại thời tiết. Nghĩa là nó chịu nắng nóng cực kỳ tốt cho em ạ. Đây mọi người nhìn này, cái dòng này nó đẻ con rất là sai. Hoa cũng rất là sai nhá. Các bác nhìn cho em này, mầm này. Cái hàng này thì về bây giờ các bác sang chậu thì cái giá thể trồng có thể là sơ dừa, vỏ thông vụn, hoặc là cái dạng đất mùn ạ. Đặc biệt là chỉ có một điều lưu ý đặc biệt là toàn bộ những cái giá thể trồng đấy nó phải cực kỳ sạch, đều phải được qua xử lý cho em nhá. Đó. Ôi. Đẹp lắm luôn ạ. Đây em cho các bác xem lại cái mặt hoa của nó một lần nữa nhá. Đẹp chưa? Zoom tận cảnh luôn nhá. Môi này. Cái dòng này thì hoa của nó sẽ hơi có màu vàng nâu nâu một chút. Kiểu cái dạng nâu pha hồng ấy ạ, khó tả lắm. 130.000 một cốc nhá các bác nhá. Em có một ít cái quế trắng thuần vườn nhá, hôm nay lên chia sẻ cùng các bác này, 180.000 cho một chậu 3 cây nhá. Toàn bộ cái giá này đều là chưa có phí vận chuyển cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhá. Rồi, đẹp chưa? Chuẩn quế trắng tháng 8 nhá các bác nhá. Đây mặt hoa này. Cái quế này của nhà em nó là cái màu trắng muốt, trắng tinh như này nhá, chứ không phải là cái quế nó ngả màu vàng vàng đâu ạ. Đây. Đây nhà em phải bọc cái này để lúc vận chuyển cho mọi người nó không bị rơi cái giá thể bên trong nhá. Hàng thuần vườn rồi nhá các bác nhá. Đây các bác cứ để như này các bác treo lên thôi. Một chậu có 3 cây này. Lá mướt mượt mượt luôn nhá. Cái dòng này thì cái ưu điểm nổi bật nhất của nó là cái vòi hoa của nó cũng tương đối là dài mà hoa rất là thơm nhá. Quế này mỗi một đợt quế này này thì nó sẽ kéo dài khoảng tầm 20 ngày đến 25 ngày nhá. Hoa siêu thơm luôn nhá các bác nhá. Một chậu này nó sẽ có 3 cây nhá cả nhà nhá. 3 cây này. 3 cây thì nó chỉ sàn sàn nhau thôi. 17 10 nhá, chứ không phải là 3 cây đều nhau tăm tắp đâu ạ. Nó sẽ có cây nhỏ, cây to nhá. Đây như mọi người nhìn này. Hàng thuần sẵn trong chậu rồi, về các bác chỉ việc treo lên thôi nhá. Hoặc là mọi người muốn sang chậu thì các bác giữ nguyên cái giá thể bên trong ấy ạ. Mọi người sang cái chậu khác có đẹp hơn thì các bác chèn cho em ít vỏ thông vào là được nhá. Ui, lá bóng nhẫy luôn này. Xanh mướt luôn nhá. Không, cái lô này của nhà mình đẹp.
Lá nhìn tơ đã mang luôn. Đây, cầm lên cho cái. Hàng này mọi người lưu ý là chỉ tưới nước vào phần gốc giúp em nhé. Tránh để nước nó đọng vào những cái kẽ lá này này. Đẹp quá. Mọi người mà đặt hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhé. Em có một cái lô nhạn rừng nhá. Nhạn rừng Bondo này, chuẩn nhạn rừng Bondo này. 250.000 cho một chậu nhá. Cái nhạn này nó là cái nhạn tháng 4 này. Trung bình một chậu này thì nó sẽ có khoảng tầm 5 thân nhá. Cái nhạn Bondo này thì cái ngọn này này nó sẽ không được to đâu. Nó không được to như cái mấy cái nhạn công nghiệp đâu nhá. Đây, thân nó sẽ như thế này thôi. Hoa nở vào tháng 4 cho em, 250.000 một chậu nhá. Đây này. Rễ này, mọi người nhìn rễ nó này. Xanh ngật luôn nhá. 250.000 là chưa có phí ship, cho nên là các bác vui lòng cộng thêm cho 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng nhé. Đây, hôm nay em ôm được cái lô này. Đẹp lắm. Nhạn rừng mà lá như này nó rất là đẹp nhá các bác nhá. Đây này. Chỉ có điều là cái nhược điểm duy nhất của nó là cái thân của nó sẽ không được to. Nó chỉ lỡ cỡ này thôi nhá. Đây các bác nhìn cho em này, rễ nó ra này. Cây nó rất là khỏe luôn nhá. Nhạn này thì không cần phải nói rồi, hoa nó siêu thơm nhá. Hoa rất là thơm và bền, riêng cái hoa nhạn đấy ạ. Top.